mây mùa trăng vu quy, vì mưa gió không về chín đường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hồi còn ai cô chi. Minh Phụ Music xin chào các bạn thân quen. Có người gọi đây là điệu nhạc vàng, có người gọi đây là điệu bolero. Dù các bạn gọi theo cách nào thì bài nhạc hôm nay cũng đều chứa đựng những âm thanh của cuộc sống. Và đội ngũ Minh Phụ Music biết rằng những âm thanh ấy chính là tình cảm của quý khách hàng. Và để thay cho lời cảm ơn, Minh Phụ Music xin gửi đến các bạn style liên khúc Tuấn Vũ, một giai điệu có thể chơi rất nhiều bài hát của ca sĩ Tuấn Vũ theo sở thích của các bạn. Mọi người hãy lắng nghe ca khúc được biểu diễn bởi ca sĩ Tuấn Lâm, Huy keyboard và Quốc Đạt pianist. Ngày xưa anh nói anh thương có em thôi, không ai ngoài em nữa. Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi theo anh về cuối trời. Muôn kiếp say đời dừng lều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi. Nhưng lúc sương chiều rơi và khi gió lời rồi mùa đông băng giá, em không ngại sâu tới. Ngày xưa anh nói không mơ ước cao sang hay cung vàng gạc tia. Ngày xưa anh nói anh mơ có em thôi cho tim hòa tiếng đời. Đôi bóng chim trời quyền vào nhau bay mãi tới phương xa nào đây, đón anh sao tình yêu buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. Anh đâu hay rằng mẹ quê hôm sớm còn hát hiu cùng nương san khoai. Anh đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cày bừa thay cho người đi. Đành lòng sao em nơi nào nhìn bạn bè nhọc nhằn gian lao mắt quay đi sao đành. Đành lòng sao em đành lòng sao em ầm êm gì chỉ mình ta. Xin hiểu tình yêu trong thời chiến trình này mấy người mơ ước cho tròn. Càng khổ càng đau thì tình yêu càng sâu đưa dắt nhau đi về bên. Ngăn cách bây giờ cho mai mốt xung vầy không thấy thẹn cùng sống nuôi. Mình sẽ dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương, còn bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dâng tay tê. Anh làm thơ vu huy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Mấy mùa trăng vu huy vì mưa gió không về chín đường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hồi còn ai cô chi. Những giai điệu tuyệt vời được thể hiện trên cây đàn K350 liệu có đủ làm các bạn si mê chưa? Nếu có, đừng ngần ngại rước em nó về nhé. Với 6.950.000 và những giai điệu tuyệt vời mà K350 mang lại thì khả năng sáng tác và chơi nhạc vô cùng hoàn hảo cho các dân chơi hiện nay. Nhanh chân đến các showroom của Minh Phụ Music tại 98 Bành Văn Chân, phường 7 Tân Bình và 347 Điện Biên Phủ, phường 4 quận 3 để rinh ngay cây đàn tuyệt vời nhất trong phân khúc này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.